Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Thời gian chi chủ của tác giả Ngư Nhi Tiểu Tiểu. Tập 102. Chương 1011, sự hy sinh. Công bằng mà nói, màn biểu diễn đấu bò ngày đầu tiên khá hấp dẫn. Những đấu sĩ tham gia màn biểu diễn đấu bò này đều có thực lực rất tốt. Ở trường đấu sĩ hoặc địa phương của họ đều khá nổi tiếng. Hơn nữa khi giao đấu đều đã sử dụng tuyệt chiêu của mình, chỉ xét về góc độ thưởng thức thì vẫn khá đẹp mắt. Tất nhiên, đây đều là chuyện trước khi Trương Hằng ra sân. Trương Hằng đã dùng hai màn biểu diễn thành công nâng cao trải nghiệm thưởng thức của khán giả lên một tầm cao mới. Vì vậy những người ra sân sau hắn đều xui xẻo, bất kể họ chiến đấu hăng hái như thế nào. Thậm chí không tiếc lấy thương đổi thương, thoải mái vung máu nhưng đều không thể đổi lấy tiếng reo hò và tiếng hét chói tai đáng có, vì phần lớn khán giả vẫn còn đắm chìm trong màn đấu bò trước đó. Khi họ chuyển sự chú ý trở lại, họ lại phát hiện ra rằng những trận chiến đó dường như không còn hấp dẫn như trước nữa. Tuy nhiên, họ đã để Trương Hằng trở lại một lần, lúc này cũng không tiện để Trương Hằng chiến đấu 3 trận liên tiếp trong một ngày. Chỉ có thể bắt đầu điên cuồng tìm hiểu thêm về những điều liên quan đến đấu sĩ Phương Đông bí ẩn này sau khi buổi biểu diễn kết thúc. Vì vậy vào ngày này, khắp các đường phố ngõ hẻm của Rome đều bàn tán về một cái tên, đến nỗi những đấu sĩ khác cùng ra trận đều bị bỏ qua. Đáng tiếc đây vẫn chưa phải là thời đại Internet sau này, nếu không chỉ bằng hai màn biểu diễn bùng nổ hôm nay, Trương Hằng đã có thể nổi tiếng khắp đế chế La Mã. Ngoài ra, sau khi buổi biểu diễn ngày đầu tiên kết thúc, Trương Hằng còn đón một vị khách không mời mà đến, Commodus. Theo kế hoạch ban đầu của Trương Hằng, vị hoàng đế trẻ tuổi này sẽ đến thăm hắn sau 2 ngày khi buổi biểu diễn kết thúc hoàn toàn, nhưng không ngờ rằng sau khi xem xong màn đấu bò sôi động đó, tâm trạng của Commodus vẫn không thể bình phục trong một thời gian dài, vì vậy tối hôm đó lại chạy đến trường đấu sĩ của Marcus. Commodus thuộc dạng vi phục xuất tuần, thay một bộ trang phục bình thường, hơn nữa chỉ mang theo 4 thị vệ, khi hắn xuất hiện suýt chút nữa làm Marcus sợ chết khiếp. Chủ nhân của trường đấu sĩ vội vàng cho người chuẩn bị trà điểm nhưng bị Commodus từ chối. Vị hoàng đế trẻ tuổi xoa xoa tay đầy phấn khích, ta đến tìm Trương Hằng, hắn có ở đây không? Tất nhiên, tôi sẽ cử người gọi hắn đến gặp bệ hạ ngay, Marcus cung kính nói. Không không không, ta là khách, ta nên đến tìm hắn, ngươi tùy tiện cử một người dẫn ta đến chỗ ở của hắn là được, ta muốn nói chuyện riêng với hắn. Điều này, Marcus nghe vậy, trong lòng lập tức khẽ trùng xuống, điều hắn lo sợ nhất vẫn xảy ra, Trương Hằng đã bắt tay với Commodus, như vậy thì từ nay về sau hắn không còn cách nào khống chế được Trương Hằng nữa. Trên thực tế, Marcus hiện vẫn ở trường đấu sĩ mà không về nhà, cũng là để gặp Trương Hằng, muốn nhân lúc hắn vẫn chưa giành được chức vô địch, chưa gây được sự chú ý đầy đủ của bệ hạ, tìm cách đưa hắn trở lại vòng kiểm soát. Marcus hiện tại cũng không cầu mong gì có thể mãi coi Trương Hằng là cây hái ra tiền nữa, 3 năm. Chỉ cần Trương Hằng nguyện ý tận tâm tận lực làm việc cho hắn 3 năm, hắn sẽ trả tự do cho người Phương Đông này sau 3 năm, không còn cách nào khác. Tuy rất đau lòng nhưng sau khi cân nhắc đi cân nhắc lại, Marcus vẫn phải thừa nhận rằng đây có lẽ là giải pháp tốt nhất đối với hắn vào thời điểm hiện tại. Còn về phía Trương Hằng, hắn cũng không sợ hắn ta không đồng ý, bởi vì dù sao về mặt pháp lý hắn cũng là chủ nhân của Trương Hằng, nắm giữ quyền sinh quyền sát của Trương Hằng. Ngay cả Commodus cũng không thể thay đổi điều này, nếu đến cuối cùng phải liều mạng, hắn nhất quyết giết chết Trương Hằng, việc này kiện lên Basilica Julia cũng sẽ phán hắn thắng. Nhưng pháp lý là như vậy, không có nghĩa là Marcus thực sự dám vì thế mà đắc tội với Commodus, vị hoàng đế của đế chế La Mã này, hai bên căn bản không cùng một đẳng cấp. Đừng thấy Marcus ở trường đấu sĩ nói 102 nhưng trước mặt những kẻ quyền quý thực sự thì căn bản không có tư cách lên tiếng. Nếu tối nay Commodus không đến, Marcus còn có thể giả vờ hồ đồ, nhưng bây giờ Commodus đích thân đến thăm Trương Hằng, bất kể vì lý do gì, ý nghĩa trong đó đã rất khác rồi. Marcus cũng mất đi cơ hội cuối cùng để uy hiếp Trương Hằng, tất nhiên những suy nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu hắn. Đối với yêu cầu của Commodus, Marcus cũng không dám từ chối, vội vàng tìm người dẫn vị hoàng đế trẻ tuổi này đi gặp Trương Hằng. Khi Commodus đến trước cửa phòng Trương Hằng thì vừa khéo gặp nữ nô nhỏ của Trương Hằng ra ngoài thu quần áo.
Còn Commodus và những người hộ vệ của hắn cũng không mặc gì có thể biểu thị thân phận chính thức, vì vậy nữ nô nhỏ của Trương Hằng còn tưởng rằng họ là những người hâm mộ. Cuồng nhiệt muốn lẻn vào xem đấu sĩ mà mình sùng bái. Chương 1012, khám phá. Trước đây cũng không phải chưa từng xảy ra chuyện như vậy, đấu sĩ là thần tượng hot nhất thời đại này. Khó tránh khỏi sẽ gặp phải đủ loại quấy rối. Còn nữ nô nhỏ tất nhiên không có tư cách đi xem biểu diễn đấu bò hôm nay, nhưng cô ta đã nghe nói đến màn trình diễn tuyệt vời của Trương Hằng. Vừa tự hào vừa khiến cô ta càng cảm thấy gánh nặng trên vai. Khoảng thời gian sống cùng Trương Hằng cũng là khoảng thời gian cô ta vui vẻ nhất. Cô ta sinh ra ở Rome, gia đình trước đây không giàu có nhưng cũng không thể nói là nghèo, nhưng họa vô đơn chí. Cô ta vừa mới chào đời không lâu thì cha cô ta đã phạm tội, không những bản thân mất mạng mà vợ con cũng trở thành nô lệ. Tuy nhiên cô ta không cảm thấy thân thế của mình có gì thảm thương, có lẽ vì khi đó cô ta còn quá nhỏ, không cảm nhận được nỗi đau do biến cố lớn mang lại. Từ khi hiểu chuyện đã là nô lệ rồi nên rất dễ dàng chấp nhận điều này, cũng biết tương lai sẽ đón chào mình số phận gì, vì vậy khi được chỉ định đến hầu hạ Trương Hằng đã chuẩn bị sẵn sàng mọi giác ngộ. Nhưng không ngờ chủ nhân mới lại là một người khá đặc biệt. Mặc dù bình thường trông người có vẻ lạnh lùng, bình thường về nhà cũng không thích nói chuyện, nhưng khi cô ngủ trên mặt đất, hắn sẽ hỏi cô có lạnh không. Hơn nữa gần đây có thời gian còn tự tay giúp cô đóng một chiếc giường thấp, nữ nô nhỏ vô cùng cảm động, trong lòng ngọt ngào mấy ngày, cũng khiến cô càng quyết tâm chăm sóc tốt cho cuộc sống của người kia. Vì vậy lúc này cô rất kiên quyết chặn trước ngực Commodus và những người khác, hung hăng nói, dừng lại, các ngươi là ai, từ đâu đến, không biết người ngoài không được vào đây sao? Chúng ta là ai? Commodus nhướng mày, cảm thấy hơi buồn cười, từ trong ngực móc ra một đồng sestertius ném cho nữ nô nhỏ. Hối lộ cũng vô dụng. Tuy nhiên, khi thấy vậy, nữ nô nhỏ lại ưỡn ngực nói, vẻ mặt không vì tiền mà động lòng. Không phải hối lộ, ngươi xem đồng tiền đó đi, đây là tiền mẫu, sau này nếu không có gì bất ngờ thì tiền mới sẽ được đúc theo đồng tiền mẫu này. Hả? Nữ nô nhỏ cúi đầu nhìn đồng xu trong tay, có chút nghi ngờ. Người trên này sao lại hơi giống ngươi? Chỉ hơi giống thôi sao? Commodus cau mày, xem ra phải làm thêm mấy bản nữa để so sánh mới được. Trương Hằng nghe thấy tiếng cãi vã từ bên ngoài, trong đó có giọng của Commodus, hắn liền đi ra khỏi nhà. Bệ hạ, bệ hạ, nữ nô nhỏ giật mình, chờ đã, ngươi không phải là. Ở La Mã cũng không ai dám mạo danh hoàng đế đâu. Commodus phất tay, bảo vệ bên cạnh lui sang một bên. Còn Trương Hằng thấy vậy cũng bảo nữ nô nhỏ về nhà trước. Bệ hạ đến tìm ta muộn như vậy có chuyện gì không? Đây là một câu hỏi hay, bản thân Commodus cũng không biết tại sao mình lại muốn gặp Trương Hằng như vậy. Sau khi xem xong buổi đấu bò vào buổi chiều, tâm trạng của hắn vẫn không thể bình tĩnh trong một thời gian dài. Hình ảnh Trương Hằng oai phong trên lưng bò không ngừng hiện lên trong đầu hắn, cộng thêm việc hắn vừa nhận được một tin xấu, trong viện Nguyên Lão dường như có sóng ngầm. Có người ngoài mặt tươi cười với hắn nhưng sau lưng lại liên kết với những người khác không biết muốn làm gì. Tâm trạng của Commodus có chút bực bội, liền rời khỏi hoàng cung, đi dạo đến đây. Tất nhiên, những chuyện này không thể nói với người ngoài. Commodus đang định chúc mừng Trương Hằng về thành tích đạt được trong buổi đấu võ trước đó nhưng hắn chưa kịp mở lời thì nghe Trương Hằng nói tiếp, bệ hạ có vẻ như đang có chuyện gì phiền lòng. Ngươi biết được từ đâu, chẳng lẽ ngươi biết đọc thuật tâm linh sao? Commodus kinh ngạc nói. Trương Hằng không trả lời, mà quay người đi vào nhà, một lát sau cầm hai thanh kiếm tập ra, ném một thanh cho Commodus. Hả? Commodus nhận lấy thanh kiếm gỗ, có chút bất ngờ. Tấn công ta đi, Trương Hằng nói, nắm lấy thanh kiếm gỗ còn lại. À, ta không biết đấu võ. Commodus như nhặt phải thứ gì đó nóng bỏng, vội vàng trả lại thanh kiếm gỗ trong tay. Nhưng, sau đó nghe Trương Hằng nói, ngài là người đã từng cầm quân đánh trận, hẳn cũng đã từng luyện tập cách chiến đấu chứ. Tất nhiên rồi, nhắc đến chuyện này, Commodus vẫn khá tự hào, một hoàng đế đủ tư cách cần phải biết cách cầm quân đánh trận. Mặc dù hầu hết thời gian ta không cần phải xung phong hãm trận nhưng võ nghệ của ta thực ra cũng khá tốt. Ta có thể một mình hạ gục hai tên lính thường, phụ hoàng cũng từng khen ta nhưng vẫn không lợi hại bằng ngươi. Vậy thì được rồi. Trương Hằng bãi ra tư thế phòng thủ. Ta không biết ngài đang phiền lòng vì điều gì nhưng ta nghĩ ta có thể khiến ngài quên đi nỗi phiền muộn, mặc dù chỉ là tạm thời. Không, Commodus xua tay, ta không thể,
ta là hoàng đế, ta không nên làm những chuyện như thế này nếu bị người khác nhìn thấy. Các bạn đang nghe chuyện Thời gian chi chủ của tác giả Ngư Nhi Tiểu Tiểu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1013, trận chiến khốc liệt. Ở đây không có người khác, chỉ cần ta không nói ngài không nói thì sẽ không ai biết. Nào, chuyện này chắc không khó hơn việc đến nhà Nguyên lão đi ở ăn tối chứ. Vị hoàng đế trẻ tuổi nghe vậy liền cười lớn, ha ha, Nguyên lão đi ở là người có quyền lực nhất trong viện Nguyên lão. Nếu muốn củng cố quyền cai trị của mình, ta cần có sự ủng hộ của ông ta, nhưng ta thực sự không thích ông ta. Con cáo già này muốn có được nhiều thứ hơn từ ta, nhưng đó chính là chính trị. Sao nào, màn trình diễn của ta tối hôm đó không đủ tốt sao? Vậy mà ngươi đã nhìn thấu ngay. Đúng rồi, ta nhớ trước đây bên ngoài cũng có tin đồn rằng ngươi là hoàng tử hoặc tướng quân của đế quốc Đại Hán, có phải thật không? Chuyện đó không còn quan trọng nữa, bây giờ ta chỉ là một nô lệ trong thành Roma mà thôi. Trương Hằng nói, được rồi. Cuối cùng Commodus cũng hạ quyết tâm, nắm chặt thanh kiếm gỗ trong tay, vậy thì chúng ta chơi một lúc, nói trước, ta còn nhiều việc chưa làm, không thể ở đây quá lâu. Nói thì nói vậy nhưng Commodus không ngờ rằng mình lại chơi mất một tiếng đồng hồ. Tất nhiên hắn không đánh lại Trương Hằng, vì vậy thay vì nói đây là một trận đấu võ thì đúng hơn là một buổi dạy đấu võ, nhưng Commodus không cảm thấy nhàm chán và mệt mỏi như khi luyện kiếm trước đây. Ngược lại, luôn có một động lực vô hình nào đó thúc đẩy hắn, khiến hắn quên đi thời gian trôi qua. Trương Hằng cố ý kiểm soát sức mạnh của mình, chỉ thể hiện sức mạnh cao hơn Commodus một chút. Nhưng chỉ một chút này thôi mà vị hoàng đế trẻ tuổi vẫn không thể vượt qua được. Tuy nhiên điều này cũng thúc đẩy Commodus không ngừng suy nghĩ lại xem trước đây mình đã sai ở động tác nào, có thể cải thiện ở đâu, và khi hắn vất vả bù đắp được khuyết điểm này, cảm giác thỏa mãn ập đến thì ngay sau đó lại có một thử thách mới xuất hiện. Tiếc là Commodus chưa từng chơi Sekiro, nếu không hắn sẽ phát hiện ra rằng độ khó của thử thách mà hắn gặp phải trùng khớp với đường cong độ khó của Sekiro. Hơn nữa, Trương Hằng là người hiểu biết về lịch sử, hắn rất rõ Commodus thích đấu võ đến mức nào. Mặc dù việc Commodus trở thành kẻ cuồng đấu võ cuối cùng không thể thiếu nguyên nhân là do bị Lucilla phản bội nên tự bạo tự khí, nhưng tình yêu này thực sự là thứ nằm trong bản chất của hắn. Rất khó che giấu, ngay cả đi ở tối qua cũng có thể nhận ra, thì càng không cần phải nói đến Trương Hằng. Mãi đến khi Commodus đánh rơi thanh kiếm gỗ trong tay và ngã gục xuống đất, hắn mới nhận ra thời gian đã trôi qua lâu như vậy. Và đúng như Trương Hằng đã nói trước đó, bây giờ nỗi phiền muộn của hắn thực sự đã biến mất rất nhiều, thay vào đó là cảm giác thỏa mãn khi nhận ra mình đã tiến bộ. Ta mới biết rằng ra trận đấu với người khác lại thú vị đến vậy, Commodus vừa thở hổn hển vừa nói. Lời này có hơi vô lý, cần biết rằng phần lớn các đấu sĩ đều là nô lệ bị bán vào trường đấu sĩ, mỗi lần biểu diễn đều phải liều mạng chiến đấu với người khác. Nếu không luyện tập tốt còn bị đào thải, bị đưa đến mỏ khai thác, ngày nào cũng nghĩ cách để sống sót, làm sao có thể hưởng được đãi ngộ giảng dạy như Commodus. Nhưng Trương Hằng cũng không phản bác, hắn thấy Commodus đang rất phấn khích, tất nhiên sẽ không nói gì làm mất hứng. Thực tế, sau một thời gian tiếp xúc với Commodus, Trương Hằng cũng dần hiểu được tính tình của vị hoàng đế trẻ tuổi này. Khác với ghi chép về bạo chúa trong lịch sử, ít nhất là ở tuổi 20, Commodus không biểu lộ bất kỳ đặc điểm nào gây họa cho đất nước. Ngược lại, Commodus hiện tại có chút như đang đi trên băng mỏng, cần cù chăm chỉ, bởi vì hắn có một người cha quá lợi hại, khiến hắn luôn sống dưới cái bóng của cha mình. Vì vậy bất kể gặp phải chuyện gì, điều đầu tiên hắn nghĩ đến là cha ta ở đây sẽ làm gì. Hắn cố gắng duy trì lời thề đã hứa vào lúc cha hấp hối, muốn trở thành một nhà lãnh đạo đủ tư cách, tiếp nối sự huy hoàng trước đây của La Mã, nhưng lại không biết phải làm như thế nào. Mặc dù Aurelius đã bồi dưỡng hắn, nhưng khi đó hắn vẫn được đặt dưới sự che chở của cha, vì vậy mọi việc đều diễn ra rất suôn sẻ. Nhưng một khi Aurelius qua đời, đặc biệt là sau khi Commodus trở về Roma từ tiền tuyến, hắn phát hiện ra rằng tình hình chính trị ở đây phức tạp hơn nhiều so với hắn tưởng tượng. Hắn cần một mình đối mặt với áp lực và sự thăm dò từ mọi phía. Tệ hơn nữa là người thân trực hệ của hắn chỉ còn lại một người chị gái, nhưng cô ta dường như không mấy hứng thú giúp hắn. Ngay từ trước khi cha qua đời, mẹ hắn cũng đã không còn nữa. Không có người lớn tuổi giàu kinh nghiệm chính trị nào có thể đưa ra lời khuyên cho hắn. Commodus khi đưa ra quyết định đều tỏ ra do dự và còn nghi ngờ chính mình.
Chương 1014, sức mạnh và chiến thuật. Trương Hằng có hơi hiểu tại sao lưỡi dao cân bằng lại muốn ra tay với Aulus. Trong hoàn cảnh này, các cố vấn và bạn bè bên cạnh Commodus có ảnh hưởng rất lớn đến hắn. Bản thân Trương Hằng hoàn toàn không tin vào bất kỳ lời sấm truyền nào. Rõ ràng là có người cảm thấy Aulus ảnh hưởng quá lớn đến Commodus nên mới muốn lợi dụng lưỡi dao cân bằng để trừ khử hắn. Commodus sau một trận chiến lớn cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều thoải mái hơn rất nhiều. Sau đó hắn ta thay một bộ quần áo khác của Trương Hằng, nhân lúc trời tối rời khỏi trường đấu sĩ. Còn Trương Hằng thì tiễn bóng lưng hắn ta khuất dạng, sau đó quay người trở về phòng, lại phát hiện tiểu nữ nô đang nằm ở khe cửa nhìn trộm về phía này. Có lẽ là vì đã quen thuộc, tiểu nữ nô bây giờ cũng thoải mái hơn nhiều, không còn sự e dè như lúc mới gặp, bị bắt quả tang cũng không đỏ mặt mà ngược lại còn tò mò hỏi. Oa, người vừa đến có phải là hoàng đế bệ hạ không? Trương Hằng nói, chẳng phải ngươi có đồng tiền mà hắn ta tặng ngươi sao? Ta đã xem lại rồi, hình ảnh trên đó rất giống hắn ta. Tiểu nữ nô gật đầu nói. Ta chỉ có chút không dám tin, đến cả hoàng đế bệ hạ cũng đến xem ngươi. Bây giờ ngươi nổi tiếng đến mức nào rồi, có đuổi kịp Sidnatus không? Trương Hằng nói, chưa đâu, Sidnatus là danh tiếng tích lũy trong nhiều năm. Tiểu nữ nô nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Nàng biết Marcus rất coi trọng những đấu sĩ át chủ bài có giá trị. Nếu Trương Hằng nổi tiếng hơn nữa thì biết đâu Marcus còn tặng thêm nhiều nữ nô cho hắn ta, đến lúc đó có khi nàng sẽ bị phái đi hầu hạ những đấu sĩ khác. Nhưng nàng còn chưa vui được bao lâu thì nghe Trương Hằng lại nói thêm, giành được chức vô địch trong cuộc biểu diễn đấu sĩ lần này, độ nổi tiếng của ta hẳn là có thể vượt qua Sidnatus rồi. Á, tiểu nữ nô suýt nữa thì nhảy dựng lên. Nhanh vậy sao? Trương Hằng nói, cái này thì, dù sao cũng là ở đấu trường Flavius, khán giả đủ đông, truyền bá cũng sẽ nhanh hơn. Sao vậy? Ngươi có chuyện gì sao? Không, không có gì. Tiểu nữ nô vội vàng lắc đầu phủ nhận, nàng đương nhiên không dám nói ra tâm tư nhỏ bé của mình. Còn Trương Hằng cũng không hỏi thêm nữa, chỉ dặn dò, bình thường hai ta ở chung thì tùy tiện cũng được, sau này nếu có người khác đến thăm thì ngươi đừng nhìn trộm nữa. Đừng coi thường. Có những người thân phận rất nhạy cảm, đặc biệt là những nhân vật lớn, có khi chỉ nghe được một lời thì có thể khiến ngươi mất mạng. Đáng sợ vậy sao? Tiểu nữ nô cũng không biết tại sao, trong lòng lại thấy hơi chua xót. Rõ ràng nàng không muốn để Trương Hằng biết được suy nghĩ thực sự của mình nhưng thấy đối phương thực sự không quan tâm đến nàng, nàng lại thấy rất thất vọng. Có lẽ trong mắt đối phương, nàng và những nữ nô khác cũng không có gì khác biệt, cho dù có một ngày nào đó nàng bị đổi đi, có lẽ người kia cũng sẽ không nhận ra. Tiểu nữ nô nghĩ như vậy, còn Trương Hằng bên kia đã tự đi lấy nước rồi, hắn ta tắm nước lạnh đơn giản, rửa sạch mồ hôi trên người, sau đó sớm lên giường ngủ, vì ngày hôm sau còn có biểu diễn đấu sĩ. So với ngày đầu tiên thì không khí ở đấu trường ngày thứ hai rõ ràng có chút khác biệt. Ngay cả Saturnilos nổi bật nhất ngày đầu tiên, gã khổng lồ Tertullus, người Thracia Danaus cũng có thể cảm nhận được sự nhiệt tình của khán giả dành cho họ đã giảm đi rất nhiều. Còn sau tối qua, họ cũng đã biết được hai trận chiến kinh thiên động địa của Trương Hằng là thế nào. Tự hỏi lòng mình, họ đều biết mình không làm được những điều mà Trương Hằng đã làm, trận đầu tiên thắng nhanh cũng không nói làm gì. Đặc biệt là trận thứ hai Trương Hằng không dùng tay không chế ngự một con trâu rừng, theo họ thấy thì đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả Saturnilos kiêu ngạo nhất cũng có thể cảm nhận được một cảm giác khủng hoảng mạnh mẽ. Trương Hằng rõ ràng đã trở thành trở ngại lớn nhất trên con đường giành chức vô địch của họ. Điều này cũng có thể thấy được từ tỷ lệ cược của người đứng đầu là hắn. Người phương Đông này chỉ bằng sức mình đã biến một màn biểu diễn đấu sĩ đáng lẽ phải là nơi tỏa sáng của nhiều ngôi sao thành vở kịch độc diễn của riêng hắn. Vì vậy những đấu sĩ khác đương nhiên cũng rất khó có thể có thiện cảm với Trương Hằng. Nhưng trong số đó, có lẽ ngoại lệ duy nhất là Bách đã từng lĩnh giáo sâu sắc về sự lợi hại của Trương Hằng. Có thể là vì đã chấp nhận sự thật rằng mình không phải là đối thủ của Trương Hằng, người Đức này không có gì chênh lệch. Hắn ta từ phòng tập đi ra còn hét lớn với Trương Hằng, ta nghe nói có một số tên muốn liên thủ đối phó với ngươi, ngươi tốt nhất nên cẩn thận. Các bạn đang nghe chuyện thời gian chi chủ của tác giả Ngư Nhi Tiểu Tiểu tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 1015, kế hoạch tuyệt vời. Trương Hằng nhướng mắt nhìn Habitus và những người khác ở phía bên kia.
Theo lý mà nói, họ đều là người của đấu trường Victor. Nếu có chuyện gì xảy ra, ít nhất những người này nên đứng trên cùng một chiến tuyến, nhưng bây giờ có vẻ không phải như vậy. Trương Hằng trước đó đã thấy Habitus bị một đấu sĩ gọi ra ngoài, sau đó lại quay lại. Hắn ta rõ ràng cũng biết có một âm mưu nhắm vào Trương Hằng đang hình thành, nhưng lại không giống như Bách nhắc nhở Trương Hằng, thậm chí rất có khả năng chính hắn ta cũng tham gia vào. Nhưng Trương Hằng cũng không quá để tâm đến điều này. Rất nhiều chuyện khó có thể trọn vẹn, hắn đã muốn thể hiện sức mạnh để gây sự chú ý của Commodus, đương nhiên cũng sẽ nghĩ đến mối đe dọa mà hắn mang lại cho những đấu sĩ khác. May là Trương Hằng cũng đủ tự tin vào sức mạnh của mình, hắn bây giờ đã là hai người hoàn toàn khác so với lúc mới vào phó bản. Lúc đó, hắn có lẽ còn phải cân nhắc nên dùng biện pháp gì để giảm bớt sự thù địch của những đấu sĩ khác đối với hắn. Nhưng bây giờ ngay cả khi Trương Hằng biết Satonilos và những người khác muốn liên thủ đối phó với hắn, hắn cũng không cần phải có bất kỳ hành động gì. Ý, do rất đơn giản, đó là vì bây giờ hắn đã đủ mạnh. Vì có thêm 24 giờ trên người, sau khi thời gian trôi đi, tốc độ phát triển của Trương Hằng đã vượt xa độ khó tăng dần của phó bản. Trên thực tế, sau phó bản kẻ tiết lộ bí mật, phó bản bình thường đối với Trương Hằng không còn nguy hiểm nữa, hắn ở trong phó bản cũng thoải mái hơn, có thể tập trung vào việc học các kỹ năng mới, giống như hắn chọn tham gia lưỡi dao cân bằng vậy. Trương Hằng đương nhiên biết được rủi ro khi hành nghề sát thủ, nhưng sau khi cân nhắc mức độ rủi ro, hắn vẫn quyết định chấp nhận rủi ro này. Điều này xuất phát từ sự tự tin vào sức mạnh của bản thân. Bây giờ cũng vậy, do bị luật lệ hạn chế, trận hỗn chiến cuối cùng chỉ có thể là một đấu một, điều này không thể thay đổi bằng bất kỳ hành động nhỏ nào. Còn với kỹ thuật dùng dao cấp độ 4, cộng thêm bước chân sát thủ mới học được, Trương Hằng không cho rằng còn ai có thể là đối thủ của hắn. Và điều này đã thể hiện khá rõ trong buổi biểu diễn đấu sĩ ngày thứ hai. Hai trận đấu của Trương Hằng đều sạch sẽ và gọn gàng như nhau, bất kể đối thủ của hắn áp dụng chiến lược gì, dưới hai thanh kiếm 34 của hắn đều là sự tuyệt vọng và bất lực. Đặc biệt là chỉ cần hắn vừa ra sân, toàn bộ khán đài đều hô vang tên hắn theo nhịp điệu, tạo nên áp lực vô song cho đối thủ của hắn. Những người có thể đứng trên đấu trường Flavius, ở trường đấu sĩ của họ cũng đều là những ngôi sao, trước giờ chỉ có khán giả cổ vũ cho họ. Rất ít khi thấy mình trở thành kẻ phản diện, khó hơn nữa là họ hoàn toàn không thể lấy lại được hơi thở này. Buổi biểu diễn đấu sĩ ngày thứ hai kết thúc trong sự bình lặng, không có bất ngờ, cũng không có gì trắc trở. Về cơ bản, những đấu sĩ được đánh giá cao trước đó đều lọt vào danh sách trận chiến cuối cùng của ngày thứ ba, không giống như dự đoán trước khi bắt đầu biểu diễn chỉ có 10 người. Trong đó, các đấu sĩ do các trường đấu sĩ trong thành phố đưa ra chiếm phần lớn danh sách, còn ngoài thành phố. Ngoài những người có năng khiếu bẩm sinh như gã khổng lồ Tertullus, chỉ có mười mấy người lọt vào danh sách trận chiến quyết định cuối cùng. Kết quả này vẫn khiến các đấu sĩ ngoài thành phố khá bất ngờ, giống như tên xui xẻo đã đi khiêu khích Satonilos rồi bị đánh vỡ mũi tối hôm đó đã nói. Những đấu sĩ ngoài thành phố này vì phải đi biểu diễn khắp nơi, thách đấu với những cao thủ địa phương. Bản thân kinh nghiệm thực chiến hẳn phải phong phú hơn những đấu sĩ an nhàn hưởng lạc trong thành phố này mới đúng. Hơn nữa hoàn cảnh sống của họ cũng gian khổ hơn, theo lý mà nói thì cũng sẽ tôi luyện con người hơn. Nhưng thực tế lại vô cùng tàn khốc. Những người chiếm ưu thế áp đảo lại là những đồ chơi của quý bà và tiểu thư, mà họ vốn không mấy coi trọng. Nhưng thực ra đây cũng là chuyện khá bình thường. Những đấu sĩ trong các trường đấu sĩ trong thành phố có điều kiện sống tốt hơn nhiều so với các đấu sĩ ngoài thành phố, đương nhiên có nhiều thời gian hơn để luyện tập, chứ không phải lãng phí trên đường đi lại. Dinh dưỡng của họ tốt hơn, cơ thể khỏe mạnh hơn, còn có bác sĩ chuyên khoa để xử lý thương tích cho họ. Tất nhiên, điều quan trọng nhất là giá trị của các đấu sĩ trong thành phố thường cao hơn so với ngoài thành phố. Xét về giá trung bình thì một đấu sĩ trong thành phố cũng bằng hai đấu sĩ ngoài thành phố. Vì vậy, những kẻ buôn nô lệ đương nhiên sẵn sàng bán những phôi đấu sĩ tốt hơn và khỏe hơn cho các trường đấu sĩ trong thành phố. Thậm chí có những đấu sĩ ngoài thành phố sau khi nổi tiếng đã bị chủ nhân bán với giá cao cho các trường đấu sĩ trong thành phố. So với điều đó thì chút kinh nghiệm chiến đấu nhiều hơn của các đấu sĩ ngoài thành phố căn bản không thể bù đắp được khoảng cách lớn giữa hai bên. Chương 1016, đối thủ khó nhằn. Vì vậy, kết quả như vậy không có gì đáng ngạc nhiên. Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, Trương Hằng như thường lệ ngồi xe lửa của trường đấu sĩ trở về chỗ ở. Hắn cố tình chọn thời điểm muộn hơn một chút. Như vậy hầu hết khán giả đã về nhà,
có thể tránh được sự quấy rầy của một số người hâm mộ cuồng nhiệt. Habitus và Bách cũng đi cùng hắn. Đến cuối ngày thứ hai, đấu trường Victor chỉ còn lại 4 người. Trương Hằng, Bách, Habitus và một đấu sĩ kỳ cựu tên là Moon Kazan. Tuy nhiên, mặc dù mọi người đều là người của cùng một đấu trường nhưng trên đường đi họ lại không nói chuyện nhiều. Có lẽ vì ngày mai ra sân sẽ trở thành đối thủ nên bầu không khí có chút im lặng. Trương Hằng không ngờ người lên tiếng trước lại là Habitus. Saturnilos và Danaus đang bàn bạc cách đối phó với ngươi. Bách nghe vậy, khóe miệng nở một nụ cười khinh bỉ, bây giờ mới kéo quan hệ thì có phải hơi muộn rồi không? Chuyện này chẳng phải ai cũng biết rồi sao? Nhưng các ngươi không biết kế hoạch cụ thể của Saturnilos và Danaus là gì? Habitus mặt không biểu cảm nói. Ồ, Trương Hằng dựa lưng ra sau. Ta biết các ngươi không thích ta, nói thật ta cũng không thích các ngươi. Habitus nhìn vào mắt Bách, nếu có cơ hội, ta muốn đấm vỡ cái mặt vênh váo của ngươi, còn ngươi. Habitus lại nhìn về phía Trương Hằng, ngươi cho rằng mình mạnh hơn tất cả mọi người, không coi những người như chúng ta ra gì nhưng đến cùng thì chúng ta đều là người của một trường đấu sĩ. Nếu ngươi giành chức vô địch, tỷ lệ lấp đầy của đấu trường Victor chắc chắn sẽ tăng lên, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng điều này cũng có lợi cho ta. Cho nên trước đó ở đấu trường tròn Flavius, ta giả vờ nhận lời mời của Saturnilos, chính là để trà trộn vào bên trong bọn họ. Habitus nói, bọn họ định phối một loại thảo dược có thể khiến cơ thể người ta suy nhược vào trưa mai sẽ lén bỏ vào bữa trưa của ngươi. Còn có loại thảo dược như vậy sao? Bách nghe vậy có chút kinh ngạc. Đây là La Mã, không phải là những vùng quê nghèo nàn mà ngươi, một kẻ man dợ, từng sinh sống, ngươi chưa từng thấy nhiều thứ lắm rồi. Habitus chế nhạo. Bách nghe vậy cũng tức giận nói, những kẻ man dợ chúng ta ở vùng quê nghèo nàn này sẽ không nghĩ đến việc dùng những thủ đoạn đê tiện khi đánh không lại người khác. Như vậy thì dù có thắng cũng có gì vẻ vang. Habitus nghe vậy không cho là đúng, nếu ngươi làm đấu sĩ đủ lâu, trải qua đủ nhiều trận chiến. Ngươi sẽ biết rằng sống mới là quan trọng nhất, mà muốn sống sót thì cách tốt nhất là luôn chiến thắng, thủ đoạn không quan trọng. Thảo nào ta vừa nhìn thấy ngươi đã không thích. Thực lực của ngươi tuy không tệ nhưng trên người lại có một mùi khó chịu. Ngươi đức khạc một bãi nước bọt ra ngoài xe lừa. Ngươi tốt nhất nên nói năng cẩn thận. Sắc mặt Habitus cũng trở nên u ám, nếu không thì ngươi hãy cầu nguyện là ngày mai đừng gặp ta. Ồ, ta đã chờ rất lâu để trả thù cho lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Bách không hề sợ hãi, trực tiếp đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Một đấu sĩ khác tên là Moon Kazan thấy tình hình có chiều hướng xấu đi, không thể không làm người hòa giải, hắn đứng dậy chắn trước mặt Bách và Habitus. Lên tiếng, được rồi, mọi người đừng cãi nhau nữa, bình tĩnh nào, dù có ân oán gì thì cũng có thể để dành giải quyết trên đấu trường. Bách hừ một tiếng, định ngồi xuống nhưng không ngờ ngay sau đó Moon Kazan làm người hòa giải lại lật tay, không biết từ đâu lấy ra một con dao nhỏ để tại liễu ngực hắn. Không liên quan đến ngươi, nếu biết điều thì đừng có nhúc nhích, Moon Kazan cảnh cáo. Mà ngay khi Moon Kazan rút dao ra, Habitus cũng rút ra một con dao cạo nhỏ, lao về phía Trương Hằng ở bên kia. Tất cả những chuyện này đều xảy ra trong chớp mắt. Chỉ vừa trước đó Habitus mới thú nhận rằng hắn ta trà trộn vào với Saturnilos và những người khác là để thăm dò xem bọn họ định đối phó với Trương Hằng như thế nào. Kết quả là ngay sau đó hắn ta đột nhiên trở mặt mà không có bất kỳ dấu hiệu nào. Hắn ta và Moon Kazan phân công rõ ràng, một người khống chế Bách, một người thì lao về phía Trương Hằng không hề có phòng bị. Nhưng khi Habitus đối mặt với ánh mắt của Trương Hằng, trong lòng hắn ta lại dâng lên một cảm giác không ổn, bởi vì trong ánh mắt của đối phương không hề có bất kỳ sự hoảng loạn hay sợ hãi nào. Chỉ lặng lẽ nhìn hắn ta như vậy. Ngay sau đó, Habitus nhìn thấy ánh dao lóe lên, hai ngón tay cầm dao cạo của hắn ta rơi xuống đất, mãi đến khi máu phun ra từ chỗ bị cắt đứt, Habitus mới nhận ra cơn đau. Mặc dù hắn ta đã tưởng tượng Trương Hằng rất mạnh, thận trọng hết mức, trước tiên dùng lời nói để làm tê liệt thần kinh của đối phương. Sau đó mới ra tay nhưng vẫn không ngờ rằng tốc độ ra đao của đối phương lại có thể nhanh đến mức này. Các bạn đang nghe chuyện Thời gian chi chủ của tác giả Ngư Nhi Tiểu Tiểu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1017, trận chiến cuối. Chỉ trong chớp mắt, Habitus đã mất hai ngón tay nhưng hắn ta không quan tâm đến cơn. Đau truyền đến từ chỗ bị cắt đứt, nghiến răng nhảy xuống khỏi xe lừa,
Kết quả là khi tiếp đất, hắn ta không đứng vững, suýt nữa ngã vào một vũng nước. Tuy nhiên, Trương Hằng tạm thời không đuổi theo hắn ta vì Bách vẫn còn trong tay Mun Kazan. Nhưng lúc này, tên này cũng có chút cảm thấy không ổn, hắn ta không ngờ Habitus lại thất thủ rồi lại bỏ mặc hắn ta một mình chạy trốn, điều này khiến hắn ta bây giờ tiến thoái lưỡng nan. Hắn ta cũng muốn nhảy khỏi xe lừa nhưng bây giờ Bách bị hắn ta khống chế lại luôn nhìn hắn ta chằm chằm. Một khi hắn ta thu lại con dao nhỏ trên tay, tên kia chắc chắn sẽ lập tức lao vào hắn ta. Huống hồ bên cạnh còn có một Trương Hằng đáng sợ hơn. Ngươi đừng lại đây, nếu không ta sẽ giết chết hắn ta. Mun Kazan cảnh cáo Trương Hằng, ta có quen hắn ta làm sao? Trương Hằng vừa nói vừa chậm rãi rút ra một thanh kiếm ba tư khác. Mun Kazan nghe vậy thì ngây người. Hắn ta biết Trương Hằng có những người bạn đấu sĩ có mối quan hệ không tệ nhưng đó là một tên gọi là Varro, không tham gia biểu diễn đấu sĩ ở đấu trường Flavius lần này. Trước đây khi Trương Hằng chưa bộc lộ thực lực, hai người vẫn luôn ở bên nhau, nếu bây giờ trong tay hắn ta là Varro thì có lẽ có thể uy hiếp được Trương Hằng. Còn về phần Bách, Bách vẫn luôn ở cùng những người đồng hương đức của hắn ta, ngoài việc đánh nhau ra thì dường như hai người không có nhiều giao tình. Hắn ta và Habitus bàn bạc kế hoạch hành động, lý do muốn khống chế Bách hoàn toàn là vì lo lắng tính tình của người đức quá cứng đầu. Không phối hợp, kết quả là bây giờ kế hoạch không thành công, Mun Kazan cũng lúng túng, hắn ta không thể buông Bách ra. Vì Bách chắc chắn sẽ đánh hắn ta nhưng nếu hắn ta cứ giữ nguyên tư thế này không nhúc nhích thì không biết thanh kiếm ba tư của Trương Hằng sẽ đâm vào chỗ nào trên người hắn ta. Mun Kazan suýt chút nữa thì khóc nhưng may thay sau đó người đức đã giải quyết nỗi phiền muộn này cho hắn ta. Ngay khi Mun Kazan mất tập trung, Bách đột nhiên vùng dậy, đá một cước vào ngực Mun Kazan, tên này cũng theo bản năng nắm chặt con dao nhỏ trong tay, kết quả là Mun Kazan ngã ngửa ra sau. Đồng thời vung con dao nhỏ, ngực Bách bị rạch một đường máu, may là con dao nhỏ không đâm sâu vào thịt, chỉ trông có vẻ máu me đầm đìa nhưng thực ra không có gì đáng ngại. Mà người đức thậm chí còn không quan tâm đến vết thương trên người mình, lập tức cưỡi lên người Mun Kazan, giơ nắm đấm lên, bắt đầu dạy dỗ tên này. Ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu luôn là tín ngưỡng của Bách. Nhưng hắn ta vừa đánh được vài cú thì đã bị Trương Hằng ngăn lại. Bách cau mày, làm gì vậy? Tên này vừa rồi còn cùng tên khốn Habitus kia liên thủ định ám toán ngươi. Lấy khí thế đấu châu rừng của ngươi ra đi, nếu ngươi không muốn làm bẩn tay, ta có thể đánh luôn cả phần của ngươi. Ta không phải nói không nên đánh hắn ta, chỉ là bây giờ chúng ta có chuyện quan trọng hơn. Ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh, đi. Trương Hằng có chút bất lực nói. Người đức nghe vậy ngẩng đầu lên, phát hiện xe lửa không biết từ lúc nào đã dừng lại, người đánh xe đã chạy mất dạng. Mà vị trí hiện tại của bọn họ có chút hẻo lánh, dường như là ở phía sau mấy cái kho hàng, xung quanh không có người khác. Ngay khi Bách định mở miệng hỏi Trương Hằng có chuyện gì thì khoảnh khắc sau đã thấy một đám người bịt mặt từ con đường nhỏ giữa hai kho hàng xông ra. Người đức thấy vậy trợn trắng mắt, có ý nghĩa gì không, Satonilos? Ngươi cho rằng tùy tiện lấy một miếng vải che mặt là chúng ta không nhận ra ngươi sao? Tên bịt mặt cầm đầu cười cười, các ngươi có nhận ra ta hay không có quan hệ gì, chỉ cần không có người ngoài nhìn thấy mặt ta là được. Bách nghe vậy thì bừng tỉnh, các ngươi thật vô liêm sỉ, thông đồng với Habitus dẫn chúng ta đến đây, kết quả là Habitus ra tay không thành. Sau đó lại có một đám các ngươi đến, thế nào? Các ngươi định mười mấy người vây đánh hai chúng ta sao? Còn biết xấu hổ không? Ngươi chẳng phải cũng là đấu sĩ số một thành Roma sau khi Sidneytus giải nghệ sao? Sai rồi. Satonilos lắc đầu, ngươi nói sai rồi. Thứ nhất, bây giờ ta đã không còn là đấu sĩ số một thành Roma nữa rồi, mặc dù kết quả cuối cùng vẫn chưa có nhưng lần này chúng ta đều phải bỏ mạng ở đây. Danh tiếng tích góp được mấy năm trước đều phải làm bàn đạp cho người khác. Bây giờ ai mà không biết người bên cạnh ngươi mới là đấu sĩ số một thành Roma. Vậy thì trách ai được, ai bảo các ngươi thực lực không bằng người ta. Bách cười lạnh, ánh mắt hắn lướt qua những người có mặt, ngoài Satonilos ra còn thấy mấy tên có vẻ quen quen, Bách cũng thầm kinh ngạc. Không ngờ có nhiều người hạ mình như Habitus đến vậy, phải biết rằng trong số bọn họ có không ít cao thủ thành danh đã lâu, vậy mà lại có thể không biết xấu hổ tụ tập lại với nhau. Chương 1018, bí mật kinh hoàng. Không còn cách nào khác, chúng ta không thể ngồi chờ chết được, vẫn phải làm gì đó trước khi chuyện tồi tệ nhất xảy ra. Satonilos nhún vai, ngoài ra,
ta nói ngươi sai còn một điểm nữa, chúng ta không phải nhiều người đánh hai người các ngươi. Thế nào, bây giờ lại có phong độ rồi sao? Nhưng đánh xe luân phiên cũng vô liêm sỉ như vậy thôi. Bách hừ một tiếng. Không không không, ý ta là chúng ta nhiều người như vậy đối phó với một mình hắn, còn ngươi, ngươi có thể đứng sang một bên ngoan ngoãn nhìn là được. Không, đừng tha cho hắn, hắn đã đánh rụng hết răng của ta. Muôn Ca Gian lúc này đang nằm dưới thân Bách đột nhiên mở miệng hét lên. Kết quả là Bách đấm một phát, bên kia răng của hắn ta cũng rụng, Muôn Ca Gian lập tức lại ngoan ngoãn. Thế nào, theo ta được biết thì quan hệ giữa ngươi và hắn cũng bình thường thôi mà, bây giờ chênh lệch thực lực lại rõ ràng như vậy, không cần thiết phải kéo mình vào. Saturnilos tiếp tục nói, đúng vậy nhưng ta cũng giống như lũ chuột nhắt trốn đầu lộ đuôi các ngươi thôi. Bách cười toe toét, còn nữa, ngươi thật sự cho rằng ta ngốc, sao, các ngươi đã hạ quyết tâm ra tay với Trương Hằng, còn giữ ta lại làm gì? Saturnilos nghe vậy thì cười lớn, Habitus quả nhiên nói không sai, ngươi chỉ trông có vẻ ngu ngốc thôi nhưng thực ra không dễ lừa gạt, vậy thì không còn cách nào khác, vốn định tiết kiệm chút sức lực. Vậy thì đến đi, Bách vừa nói vừa nhặt vũ khí và khiên của mình, nhảy xuống khỏi xe lừa, kết quả khi hắn quay đầu lại thì thấy Trương Hằng đã thu kiếm ba tư lại. Hừ, ngươi không thấy những tên kia sao, cho dù bây giờ ngươi đầu hàng thì chúng cũng sẽ không tha cho ngươi đâu. Người Đức nhắc nhở, ta không định đầu hàng nhưng cũng không cần thiết phải tiêu hao sức lực với chúng. Trương Hằng nói, ngươi sợ rồi sao? Bách phản vấn, có chút, ta thì không sao nhưng lát nữa nếu thực sự đánh nhau, ta có thể không để ý đến bên ngươi, ta lo ngươi bị người ta chặt mất. Hơn nữa những người này ta còn có thể dùng được, hắn nói trước đó cũng không sai, ta còn cần bọn họ làm bàn đạp cho mình. Dùng danh dự và tiếng tăm mà bọn họ tích góp được để đưa ta lên. Vở kịch lớn cuối cùng vẫn chưa diễn ra, ta không thể giết hết những diễn viên phụ quan trọng ngay bây giờ được. Đến lúc chết đến nơi rồi mà vẫn còn nói lời khoác lác như vậy sao? Saturnilos khinh thường, nhìn kỹ xem trước sau trái phải của các ngươi đều không có đường, muốn rời khỏi đây thì chỉ có cách giết sạch chúng ta nhưng vấn đề là các ngươi làm được không? Kết quả lời hắn vừa dứt thì nghe Trương Hằng ung dung nói, ai nói là không có đường? Người kia vừa nói như vậy thì trên bức tường phía sau hắn xuất hiện bóng của một đôi cánh khổng lồ, từ từ mở ra. Chờ chút, ngươi tốt nhất là nhắm mắt lại. Trương Hằng nói với người Đức vẫn còn đang bối rối. Nụ cười trên môi Saturnilos dần đông cứng lại. Mặc dù việc thờ phụng thần linh rất phổ biến ở thành Roma, khắp nơi đều có đền thờ và tín đồ. Những người trong các ngành nghề khác nhau đều có vị thần mà họ tôn thờ, tuy nhiên cảnh tượng trước mắt vẫn hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Đôi cánh hoàn toàn được tạo thành từ bóng tối giống như một cơn ác mộng, xâm nhập vào thế giới thực. Kể cả Saturnilos, không ít người thậm chí còn nghi ngờ rằng mình đang mơ. Tuy nhiên, dù họ có tát vào mặt mình như thế nào, họ cũng không thể tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng này, chỉ có thể trơ mắt nhìn đôi cánh đen tuyền kia mở ra. Trong lúc đó còn nhìn thấy bóng dáng giống như lông vũ rơi xuống từ trên không, từng người há hốc mồm, vẻ mặt kinh ngạc. Trương Hằng không nán lại ở đó quá lâu, hắn không quên rằng đôi cánh sau lưng mình chỉ có thể sử dụng trong 12 giây mỗi ngày. Vì vậy, khoảnh khắc tiếp theo, hắn túm lấy Bách trước mặt, người Đức chỉ cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, sau đó hắn phát hiện đôi chân mình đã rời khỏi mặt đất, đồng thời cơ thể bắt đầu bay lên. Mặc dù Trương Hằng đã cảnh báo trước, tuy nhiên Bách vẫn không nhịn được mà kêu lên một tiếng, người Đức trước đó còn không sợ trời không sợ đất bắt đầu hoảng sợ vùng vẫy. Thời buổi này lại không có máy bay hay khinh khí cầu, ngoài tên khốn khổ bị gắn cánh nến hóa trang thành Icarus từng bị máy bắn đá bắn ra ngoài. Những người khác chưa từng trải nghiệm cảm giác bay, cảm giác mất an toàn khi rời khỏi mặt đất ập đến với Bách, người đã sống cả đời trên đất liền. Cũng vào lúc này, Trương Hằng mới biết rằng người Đức lại có thứ mà hắn sợ đến vậy, nhìn vẻ mặt của Bách thì có vẻ như hắn ta thà ở dưới một mình chống lại tất cả. Chiến đấu sảng khoái với Saturnilos và những người khác, cũng không muốn rời xa mặt đất mà hắn yêu quý. Vì vậy, Trương Hằng cũng phải lên tiếng, ngươi ngoan ngoãn một chút, rời khỏi đây ta sẽ thả ngươi xuống. Các bạn đang nghe chuyện Thời Gian Chi Chủ của tác giả Ngư Nhi Tiểu Tiểu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1019, Sự Chuẩn Bị. Trương Hằng cũng không biết là câu nói này có tác dụng, hay là vì bây giờ hai người đã cách mặt đất khá cao rồi, người Đức cuối cùng cũng không còn đạp loạn nữa. Bình tĩnh lại,
Tuy nhiên lúc này cơ thể hắn cứng đờ như khúc gỗ và hai tay thì bám chặt lấy cánh tay của Trương Hằng. Trương Hằng đưa Bách bay qua hai nhà kho, sau đó tìm một nơi không có người rồi hạ xuống đất. Sau quá trình luyện tập trước đó, bây giờ hắn ngày càng thành thạo trong việc điều khiển đôi cánh bóng tối sau lưng mình. Trước đây hắn cũng đã luyện tập bay mang vác, có thể khác với cảm giác nhưng đôi cánh trông có vẻ không có trọng lượng này lại có khả năng chịu tải khá tốt. Khi Trương Hằng cất cánh, hắn có thể mang theo khoảng 250 cân, tức là khoảng 2 người bình thường, tuy nhiên đây cũng là giới hạn rồi. Hơn nữa, trọng lượng quá lớn sẽ ảnh hưởng đến tốc độ bay và sự linh hoạt của hắn, như lần này nếu những người trên mặt đất cùng ném vũ khí. Trương Hằng ước tính hắn chỉ có thể vô liêm sỉ dùng người Đức làm bia đỡ tên nhưng may thay. Satonilos và những người khác trông có vẻ như hoàn toàn bị dọa choáng váng, thậm chí còn đứng đó bất động, trơ mắt nhìn hai người bay qua đầu họ. Còn người Đức vừa đáp xuống đất thì lập tức tìm một góc tường bắt đầu nôn ọe. Không thể nào, chúng ta chỉ bay cao lên có chút thôi. Trương Hằng lúc này cũng sửng người, vì bách quá nặng nên tốc độ bay của bọn họ thực sự rất chậm, huống hồ trên đường cũng không có gì sóc này. Thế nhưng Trương Hằng lập tức phát hiện ra rằng bách có thể không phải do thân thể không khỏe, mà hoàn toàn là vấn đề về tâm lý, giống như chứng sợ độ cao vậy. Còn về phía Bách thì hắn ta có lẽ là người thứ nhất mắc chứng sợ độ cao vào thế kỷ thứ 2 sau Công Nguyên. Nhưng dù sao thì thể chất của hắn vẫn ở đó, sau khi nôn một lúc thì hắn lập tức khỏe lại. Thế nhưng khi hắn nhìn lại Trương Hằng, ánh mắt lại có sự thay đổi, đó là một ánh mắt vừa lo sợ vừa sùng bái. Ngươi cuối cùng là hóa thân của vị thần nào trên thế gian? Là thần chiến tranh mà sao? Hay là thần địa ngục Pluto? Khoan đã! Ngươi không phải là vua của các vị thần Jupiter chứ? Bách hỏi những câu hỏi như vậy cũng không nằm ngoài dự đoán của Trương Hằng. Xét cho cùng, ở Hy Lạp cổ đại và La Mã cổ đại có không ít hóa thân của các vị thần trên thế gian làm đủ mọi chuyện. Lịch sử và thần thoại hoàn toàn hòa trộn vào nhau. Điều này cũng giải thích tại sao cảnh tượng vừa rồi lại khiến Satonilos và những người khác bị sốc đến vậy. Ngoài việc tận mắt chứng kiến hóa thân của thần linh trên thế gian, họ không tìm ra lời giải thích hợp lý nào khác. Đây cũng là lý do tại sao cho đến bây giờ họ vẫn không dám đuổi theo. Họ có đủ can đảm để liên hợp lại đối phó với một đấu sĩ nước ngoài lợi hại nhưng cho dù có thêm 10 lá gan nữa thì họ cũng không dám liên hợp lại để đối phó với một vị thần. Tuy nhiên, Trương Hằng không trả lời trực diện câu hỏi này, có những lời không nói chết thì lại càng đáng tin hơn, vì vậy hắn chỉ làm động tác im lặng với người Đức. Sau khi hạ cánh không lâu thì hết 12 giây, đôi cánh sau lưng Trương Hằng cũng đã thu lại từ lâu, cơ thể hắn đã trở lại bình thường. Tuy nhiên sau khi đích thân trải nghiệm cảm giác như cưỡi mây đạp gió, Bách đã tin chắc rằng Trương Hằng là hóa thân của một vị thần nào đó. Hơn nữa, như vậy người Đức cũng tự tìm cho mình một cái cớ trước đây không đánh lại được Trương Hằng. Ngươi là thần, khó trách ta đánh không lại ngươi, không, hẳn là không ai đánh lại được ngươi. Người Đức bừng tỉnh đại ngộ, sau đó lại vội vàng nói, ồ, xin lỗi, ta quên mất. Ta có thể thề rằng sẽ không tiết lộ thân phận thực sự của ngươi trước mặt người khác. Thực ra cũng không sao, hôm nay ngoài các ngươi ra cũng không có ai nhìn thấy ta sử dụng thần lực, Trương Hằng nói. Dù sao thì sự trỗi dậy của mỗi đấu sĩ đều đi kèm với vô số truyền thuyết, chuyện này coi như là thêm một truyền thuyết cho ta vậy. Đây cũng là lý do tại sao Trương Hằng yên tâm sử dụng lá bài tẩy. Cho dù sau này Satonilos và những người khác có ngu ngốc đến mức đi nói khắp nơi thì phần lớn mọi người cũng chỉ cho rằng họ đang tìm cớ cho sự bất lực của mình. Tuy nhiên lúc này có lẽ gan của họ đã bị dọa vỡ mật rồi, không biết họ còn dám kể lại chuyện xảy ra hôm nay cho người khác hay không. Còn sau đó Trương Hằng và Bách ung dung đi ra phố lớn, cũng không còn người khả nghi nào đến tấn công họ hay đi theo sau nữa, hai người cứ thế thuận lợi trở về chỗ ở. Còn theo lời của người trường thì Habitus cũng đã về nhà rồi, còn nhờ người chuyển lời đến trường rằng ngày mai hắn sẽ tự đến đấu trường Flavius. Chương 1020, sức mạnh đoàn kết. Bách nghe vậy thì cười lạnh, tên đó ngày mai còn dám xuất hiện sao? Hắn không xuất hiện cũng không được, hắn vẫn chưa hoàn thành giao ước với trường, không thể rời đi. Trương Hằng nói, nhưng ngày mai hắn cũng sẽ gặp rắc rối. Ồ, ta đã chặt đứt hai ngón tay của hắn, hẳn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hắn, dù sao thì ba ngón tay cũng không thể cầm chặt vũ khí được. Trương Hằng nhàn nhạt nói, người khổng lồ, Tertullus là đấu sĩ ở ngoại thành, vốn bị những đấu sĩ trong thành bài xích nhưng Satonilos coi trọng sức mạnh của hắn, cũng từng sai người ám chỉ hắn.
Chỉ là sau khi không nhận được hồi âm thì từ bỏ ý định kéo hắn vào nhóm, vì vậy Tertullus không tham gia vào vụ ám sát đêm qua. Cho nên khi hắn sáng sớm bước vào phòng nghỉ mới ngẩn người, vì không khí ở đây có chút kỳ lạ. Tất nhiên, không phải nói rằng không khí trước đó không kỳ lạ, dù sao những hành động nhỏ của Satornilos cũng lọt vào mắt hắn. Còn Trương Hằng lại tỏ ra vẻ người ngoài chớ vào, hai bên dương cung bạt kiếm, cả phòng nghỉ tràn ngập mùi thuốc súng. Nhưng hôm nay, mùi thuốc súng đó đã biến mất. Tertullus có chút khó hiểu, còn cố ý liếc nhìn Satornilos, kết quả là tên đó mặt mày xám xịt ngồi ở đó. Hơn nữa có vẻ hơi lo lắng, giống như một tân binh sắp bước vào đấu trường lần đầu, thỉnh thoảng lại sờ chỗ này động chỗ kia. Lại đang làm trò gì vậy? Tertullus cau mày, sau mấy vòng loại trước, những người còn lại đều là cao thủ có thực lực, tiếp theo sẽ đến phần quan trọng, sắp phải mũi nhọn đối đầu mũi nhọn. Át chủ bài đối đầu át chủ bài rồi, thế nhưng Satornilos không những không dưỡng tinh nhuệ khí, chuẩn bị thật tốt cho trận chiến tiếp theo, ngược lại còn có vẻ mất hồn mất vía. Mà hắn cũng không phải là trường hợp ngoại lệ, giống như hắn còn có hơn 10 người, trong đó có cả những ứng cử viên vô địch như Danaus và Iraxoa, trông ai cũng có vẻ như không ngủ ngon, vô cùng mệt mỏi. Chỉ có người phương đông ngồi ở góc kia là không có gì khác biệt so với trước. Cuối cùng là tình hình gì đây? Theo Tertullus thấy, Trương Hằng hiện tại mạnh thì đúng, hắn cũng nghe nói về chiến tích thần kỳ trước đó của đối phương, ngoài đấu bò bằng tay không, hắn và những đấu sĩ khác chiến đấu thường rất nhanh phân định thắng bại. Không ai quá 10 chiêu nhưng Satornilos và những người này cũng là những đấu sĩ kỳ cựu đã thành danh từ lâu, không thể nào ngay cả dũng khí chiến đấu cũng không có. Hơn nữa Tertullus có thể cảm nhận được, nếu nói hôm qua Satornilos và những người khác tránh xa Trương Hằng là vì đang âm thầm mưu tính một âm mưu nào đó nhằm vào hắn thì bây giờ Satornilos và những người khác tránh xa Trương Hằng hoàn toàn là vì sợ hãi. Giống như chuột gặp mèo, sợ hãi theo bản năng. Nhưng mà hiện tại phải nói người có tình hình tệ nhất vẫn là Habitus cùng đấu trường với Trương Hằng. Rõ ràng hai người cùng xuất thân từ một trường nhưng lại ngồi rất xa nhau. Hơn nữa sắc mặt Habitus tái nhợt, gần như không còn chút máu, đồng thời còn luôn nhét tay phải vào trong ngực áo. Tertullus không hiểu, chẳng phải chỉ qua một đêm thôi sao, sao đám người này lại như biến thành một dáng vẻ khác vậy? Đúng lúc này lại có người đụng vào lưng hắn, kết quả là Tertullus. Còn chưa kịp nói gì, người kia đã giống như bị dọa sợ, liên tục xin lỗi. Tertullus quay người, nhìn thấy Munkazan mặt mũi bầm dập, kinh ngạc nói, mặt ngươi sao vậy? Tự ngã. Munkazan một mực cắn răng nói đây là ngoài ý muốn, ngoài việc sợ Trương Hằng, hắn còn biết chuyện bọn họ làm hôm qua nếu bị lộ ra ngoài chắc chắn sẽ bị phạt nặng. Dù sao, chuyện như thế này, trên đấu trường đánh không lại đối phương thì nghĩ đến việc dùng thủ đoạn bẩn thỉu giải quyết vấn đề ở bên ngoài. Chẳng khác nào thách thức giới hạn của những người tổ chức biểu diễn đấu võ, mà người tổ chức cuộc đấu tay đôi lần này lại là hoàng đế của đế quốc. Trương Hằng chết thì không nói, vấn đề là người ta không chết, hơn nữa Munkazan nhớ lại chuyện tối qua chỉ muốn khóc. Rõ ràng đã nói tốt cùng nhau giải quyết mối đe dọa lớn nhất cho chức vô địch, kết quả là mối đe dọa không giải quyết được, còn chọc giận một vị thần. Đây chính là hiện thân của thần trên thế gian, trong truyền thuyết cổ xưa ngoài những anh hùng nửa người nửa thần, không có con người nào có thể đe dọa được thần. Ngã sao? Ánh mắt Tertullus tràn đầy nghi ngờ, ngươi ngã mấy lần mới có thể rụng mất nửa cái răng. Munkazan không nói nên lời, chỉ có thể cười gượng gạo. May mà sự xấu hổ này không kéo dài quá lâu, rất nhanh người Sla hơi khập khiễng phụ trách tiếp đón các đấu sĩ của các trường đấu sĩ trước đó lại đi vào. Mở lời, chuẩn bị đi, sau khi biểu diễn đấu thú hôm nay kết thúc thì chỉ còn lại trận chiến cuối cùng của các ngươi. Tertullus nghe vậy gật đầu, giơ cây đinh ba trên tay lên, ta đã chuẩn bị sẵn sàng, sẽ cho các ngươi thấy thực lực của ta. Các bạn vừa nghe xong tập 102 của bộ truyện Thời gian chi chủ của tác giả Ngư Nhi Tiểu Tiểu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.